Tại Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ được báo cáo dự đoán sẽ ở mức 10,8 đến 13,2% do ảnh hưởng của Covid-19. Trong quý 2, cả nước có khoảng 1,3 triệu người thất nghiệp, con số cao nhất trong vòng 10 năm qua. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng nhanh chóng trong quý 1 năm 2020. Ở Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ được báo cáo dự đoán sẽ ở mức là 10,8 đến 13,2%, gần gấp đôi so với mức 6,9% của năm 2019. Người trẻ tuổi tại Việt Nam sẽ chứng kiến sự biến mất của 370.000 việc làm nếu dịch bệnh sớm được kiểm soát. Trong trường hợp xấu, con số này có thể lên tới 548.000 việc làm.